Chiều ngày 2 tháng 10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án công ty Nhật Nam. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hiện nay, qua điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, công ty Nhật Nam đã thu 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân thông qua 45.000 hợp đồng kinh doanh. Trong vụ án này, qua xác minh, có một cá nhân đã ký nhiều hợp đồng. Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, hiện công ty Nhật Nam đã trả tiền gốc và lãi là hơn 4.000 tỷ đồng theo hình thức lấy của người sau trả cho người trước. Trong đó, xác định chi phí hoạt động là 520 tỷ đồng, chi phí hoa hồng cho các cá nhân huy động vốn là 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam hơn 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa biết đi đâu. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã phong tỏa 20 tài khoản, kê biên nhà, đất để đảm bảo cho các bị hại. Bước đầu, quá trình ghi lời khai của 111 bị hại, xác định số tiền chiếm đoạt là 138 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,